xéo bên tay phải, xéo xéo mình thấy có cái tháp cao đó, tháp chùa Bái Đính đó. Ủa tới rồi đó hả? Dạ, khoảng 1-2 phút nữa mình vô tới nhà hàng mình ăn cơm. Ừ. Mình đã vô địa phận của Ninh Bình rồi nè. Đến nơi dùng bữa trưa rồi cả nhà ơi. Đây là nhà hàng Thăng Long. Đặc sản ở đây là gì? Dê, dê núi. Dê núi hả? Dạ, dê núi. Thịt dê hả? Tất cả thịt dê đó. Đặc sản ngoài ra còn cơm cháy, dê nước sốt. Bình ơi, sao mấy cái cây dọc đường này giống cây bồ đề quá vậy? Toàn là bồ đề không á nha, đa phần là bồ đề á chị. Tại vì nó là ở khu vực này là vùng đất linh. Nếu như mà mình có cái placard mình bán trên á, thì mình nhìn xuống ở đền Đinh Lê là khu vực mà cố đô đó, thì mình sẽ thấy rằng đó là đường vô cố đô chỉ có một đường duy nhất ở cố đô, cho nên là các vị vua chúa đời trước bắt đầu mới chọn các đời vua Đinh Lê á, thì mới chọn ở đây là cố đô của mình. Vì ở đây là dễ thủ khó công, và cái đường thoát thì có rất nhiều những cái đường hang, đường động để thoát ra và những đường núi để thoát ra. Nhưng mà công vào chỉ có một đường duy nhất mà đường đó mà đã chặn lại rồi, là con đường mình đang đi á, mà đường bị chặn rồi á thì sẽ không còn tiếp tục được nữa. Cả nhà ơi, đây là đường vào cố đô Hoa Lư ở Ninh Bình. Hỏi đây là tí đăng ký để ngày mai đi. Anh vào trong quầy, anh trong quầy chứ mấy chị này không có biết giá. Rồi thôi bây giờ mời nhà mình đi theo. Cả nhà mình cứ đứng cho mình xin trước hết được giới thiệu với anh các chị về địa danh Hoa Lư. Mảnh đất này vào thế kỷ thứ 10 được chọn là kinh đô, là thủ đô của đất nước. Hơn 1.000 năm trước ở Hoa Lư tương đương với thủ đô Hà Nội ngày hôm nay. Với 42 năm tồn tại và phát triển, thì Hoa Lư là nơi trị vì của ba triều đại phong kiến. Đó là triều Đinh, triều đại đầu tiên đóng đô ở Hoa Lư, trị vì được 12 năm. Kế tiếp là triều Tiền Lê, 29 năm. Sau đó, triều Lý với 10 tháng khởi đầu. Và vua Đinh vua Lê thấy rằng là Hoa Lư bốn bề là hệ thống núi đá vôi bao bọc. Nhà vua đã sử dụng núi non của Hoa Lư để làm tường thành thiên nhiên bảo vệ nhà nước còn non trẻ. Hoa Lư được ví là một kinh đô đá, một quân thành phòng thủ vô cùng yếu hiểm để bảo vệ nhà nước. Cho nên đó là lý do hai triều Đinh Lê quyết định chọn Hoa Lư để định đô. Nhưng thưa các anh các chị, đã chuyển giao sang triều Lý trong điều kiện đất nước Thái Bình rồi,
bên cạnh việc bảo vệ nhà nước thì phải phát triển kinh tế và đối ngoại. Vô lý nói rằng Hoa Lư hiểm trở lại chật hẹp, không còn phù hợp với yêu cầu của lịch sử. Vì vậy năm 1010, Vô Lý rời đô về Thăng Long, nay chính là thủ đô Hà Nội. Sau khi Vô Lý rời đô thì Hoa Lư không còn gọi là kinh đô nữa, và đổi theo tên gọi hiện nay là cố đô Hoa Lư. Thưa với các chị, Hoa Lư trở thành cố đô hơn 1.000 năm nay rồi. Các kiến trúc cung điện sát vàng sát bạc của thế kỷ thứ 10 không còn nữa. Qua công tác khai quật khảo cổ tại Hoa Lư, khai quật trong lòng đất còn rất nhiều những phế tích của thời Đinh Lê thế kỷ thứ 10, đặc biệt đó là sân thiết triều thời Đinh Tiền Lê. Ngoài khu khai quật khảo cổ thì hôm nay các chị về thăm đền thờ Vua Đinh, đền thờ Vua Lê là hai công trình kiến trúc xây dựng lại trên nền cung điện cũ để thờ các vị anh hùng dân tộc. Vì người Việt quan niệm rằng nơi nào vua ngự, nơi nào vua mất, nơi đó được lập đền thờ để tưởng niệm công trạng danh nhân anh hùng dân tộc. Và công trình các chị về chiêm bái ngày hôm nay được xây dựng vào thế kỷ thứ 17, triều Ngụ Lê, đến nay là trường tồn hơn 400 năm rồi. Và trước khi vào trong đền thì các anh chị quan sát ở phía ngoài có một bảo vật quốc gia được gọi là Long Sàng. Long Sàng ở đây không phải giường nằm nghỉ của vua, mà đây là bàn thờ. Lúc xây dựng đền thờ vào thế kỷ thứ 17 thì tiền nhân đã tạc Long Sàng ở đây mang tư cách là bàn thờ, là nơi đặt lễ để lễ nhà vua. Long Sàng bằng đá có niên đại cách đây hơn 400 năm rồi, với những giá trị về mặt lịch sử, văn hóa rất là tiêu biểu, nên được Thủ tướng công nhận là bảo vật quốc gia. Và đây chính là bàn thờ, là nơi đặt lễ để lễ nhà vua. Chút nữa khi vào trong nội điện thì các nhóm chị sẽ tham quan. Ở trong đó có 4 pho tượng cổ, là tượng của Vua Đinh Tiên Hoàng cùng với 3 vị hoàng tử của nhà Đinh. Vua Đinh còn gọi là Đinh Bộ Lĩnh, là tên Húy, sinh năm 924 ở xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Con quan Đinh Công Trứ, cha là Thứ Sử Hoan Châu, nay là Nghệ An. Cha mất sớm, Bộ Lĩnh thuở nhỏ phải săn trâu các quả thuê cho chú là Đinh Thúc Dự. Thường cùng bọn trẻ chơi trò tập trận cờ lao, trận nào Bộ Lĩnh cũng thắng, nên sau này trong dân gian mới tôn gọi Hoàng đế cờ lao. Tuổi trưởng thành năm 944, khi mà Ngô Vương quyền băng thì nước ta nội chiến 12 sứ quân. Cuộc nội chiến chia cắt đất nước, Đinh Bộ Lĩnh là người tiến lên để giành lại thống nhất quốc gia. Năm 968, chính thức lên ngôi hoàng đế, đặt tên nước của ta là Đại Cồ Việt và chọn Hoa Lư là kinh đô. Thưa các chị, là Vua Đinh đóng đô ở Hoa Lư được 11 năm, để hưởng thọ 56 tuổi. Năm 979, nhà vua băng, nhà vua có 3 người con trai, 3 hoàng tử. Nhưng mà trưởng nam Đinh Nghiễn cùng thứ nam Hạ Lang băng một năm 979 với vua cha. Ở đây thì trước khi vào đền, các chị qua hai cái lớp cửa. Ở phía bên ngoài đây được gọi là nghi môn ngoại. Còn lớp kiến trúc kế tiếp phía bên trong thì được gọi là nghi môn nội. Môn là cửa, nghi là nghi cấp. Đây là một cái cửa, một cái cổng để cho du khách khi vào hành lễ dừng chân ở đây để chỉnh trang nghi thức, trang phục thật trang nghiêm trước khi vào lễ vua, để bày tỏ sự thành kính với tiên đế cùng hoàng tộc trong cung triều. Ở đây á, thì các anh các chị còn quan sát ở đường đi này, hai bên là một cái hàng cây lá rất là xanh và thân rất là thẳng. Cây này được gọi là cây kim giao. Cây kim giao này là một loại cây rất nổi tiếng của rừng quốc gia Cúc Phương Ninh Bình. Cây kim giao này gỗ rất là quý hiếm, và thường á, cái chức năng của nó là làm đũa để cầm độc. Tức là khi nhập độc thì đũa sẽ đổi màu. Và hiện nay thì Ninh Bình rất là nổi tiếng với sản phẩm lưu niệm đó là đũa kim giao. Đây là cây kim giao ạ. Rồi, xin mời các anh chị. Thank you.
Trần Cảnh là chồng của Lý Thiên Hoàng. Rồi, với gia đình nhà ta di chuyển. Và nhà mình đi được mấy ngày rồi? 4 ngày. 6 ngày. Sao thế hả? 6 ngày. Chương trình đi tổng bao nhiêu ngày? Phú Quốc, xong rồi bay Hà Nội, Hà Long. Đoàn ở Phú Quốc hả? Phú Quốc rồi, không, ở Sài Gòn, Phú Quốc. Phú Quốc đi ra Hà Nội, Hà Long về Ninh Bình. Rồi ngày mốt là ngày mai là đi Ninh Bình, đi Vinh. Ngày mốt Vinh về Sài Gòn. Xong lại từ đó là đi máy bay về chứ. Đúng rồi, từ Vinh bay về Sài Gòn. Vậy là cũng đi 7-8 ngày nhỉ? Nói chung là chuyến này là chủ yếu là các đời vua khai lập nước và Bác Hồ là theo chủ đề. Theo chủ đề. Uống nước nhớ nguồn. Thì đó, cho tụi nó đi theo chủ đề. Mấy đứa nhỏ nó học. Theo chủ đề đó là chiếu về đô Lý Công Quẩn. Rồi với lại Bác Hồ đi chọn rồi đó. Rồi là xem quê bác rồi xem. Các chị là ta có ô, có mũ nón thì ta cứ để tạm bên ngoài tập trung theo đoàn. Để tí nữa các anh các chị ra, các anh chị lấy về vào trong đền là đoàn. Không, anh ơi, anh để hết rồi chứ bạn. Đây ạ, để được hết. Giày dép đi vào được, còn mũ nón thì anh... để đây, chút nữa các anh chị ra lấy. Rồi, anh chị nào có công tâm đức thì gặp gỡ ở đây. Anh chị nào phân tâm công đức thì ta lại gửi chân ở đây. Chào cháu. Xin thưa các anh các chị, là ngôi đền như em đã giới thiệu là được xây dựng vào thế kỷ thứ 17 dưới triều Hậu Lê, và đến nay như vậy là trường tồn với thời gian là hơn 400 năm. Với hơn 400 năm trường tồn với thời gian thì ngôi đền này đã trải qua rất là nhiều triều đại, và cho đến ngày hôm nay thì vẫn giữ được nguyên gốc của di tích. Chỉ một số hạng mục công trình nhỏ được tu sửa trong thời gian đó. Đặc biệt là cái hệ thống sơn thép ở đây là được tu sửa sơn lại cách đây hơn 20 năm để chống xuống cấp cho di tích. Mà cái đền thờ này xây lại trên cái đất ngày xưa vua đã từng xây dựng các cái cung điện ở đây. Tuy nhiên là cung điện hàng nghìn năm trước là không còn, mà cách đây 400 năm xây lại đền để thờ cùng trên cái đất ngày xưa dựng cung điện. Mà đây là đền thờ. Ở đây phía bên ngoài tòa ngoài cùng, đây được gọi là tòa bái đường. Bước lên trước cho chị. Theo những chú thích ở trên bàn thờ thì ta gọi là ban thờ công đồng, tức là ta sẽ là tòa lễ đầu tiên, sau đó thì mới tiếp theo là ta lễ ở những cái tòa phía bên sau. Đó, tòa lễ đầu tiên nghi thức truyền thống gọi là tòa lễ trình. Đó, thế rồi ta sẽ di chuyển vào tòa thứ hai. Đây. Triều Đình, những vị khai quốc công thần có công rất lớn trong công cuộc dẹp loạn và thống nhất quốc gia. Ở đây là thờ Bắc Quan đứng đầu triều. Ta tưởng tượng hôm nay trong bộ tổ chức bộ máy nhà nước của ta thì giống như là các vị bộ trưởng. Còn ở đây thì các anh chị ta di chuyển đôi vào một chút để ta chiêm bái phần tượng thờ. Trong chính cung thì không mở cửa, và cửa này chỉ mở trong những dịp đại lễ. Thì xin thưa anh chị, ở chính giữa ấy, tượng vua Đinh Tiên Hoàng, các chị quan sát ra rõ không ạ? Tượng vua Đinh Tiên Hoàng ạ. Vâng. Ngài được đặt ở giữa, còn bên trái tay vua bên này một pho nhá, là con trưởng Nam Việt Vương Đinh Viễn. Còn bên tay phải vua sang bên kia là hai người con thứ Hạng Lang và Đinh Toàn. Thì trong số ba hoàng tử này thì duy nhất hoàng tử Đinh Toàn là tượng ở bên trong cùng á, là người 6 tuổi lên làm vua, kế tục sự nghiệp của cha được 1 năm. Đó. Tượng vua Đinh ở giữa, hai bên là tượng ba người con trai. Các pho tượng này được tạo bằng gỗ, niên đại thế kỷ thứ 17, trường tồn hơn 400 năm. Và các tiên đế cùng với hoàng tử thì sau khi băng hà thì khoảng 400 năm sau, xin lỗi là 700 năm sau mới tạc tượng thờ.
cho nên là không thể tạc theo nguyên mẫu ngoài đời mà đưa những nét quý tướng, những nét đẹp của người quân tử để tạc tượng vua. Và trang phục thì trong tư thế thiết triều, còn con của vua thì tạc trong trang phục của quan, quay về gian giữa, gian trung tâm để tôn vinh tượng vua cha tiên hoàng đế vì anh hùng dân tộc lập quốc. Nhớ tới về đây này, ba vị vua ở đây đấy, chỉ cầu mong mình không cần làm vua nhưng mà bảo làm đệ tử của nhà vua thôi, làm công tác thật tốt là được nhá. Chúc các con sức khỏe học thật giỏi. Rồi, xin cảm ơn các con. Một hai năm sau thế mà muốn về đây là phải về hơn, vì cần gặp bác và bác nghỉ hưu rồi đấy. Tìm bác là hơi khó. Lúc nào cũng vậy, chỉ động viên các con các cháu thôi, một là sức khỏe, hai học thật giỏi. Nhưng cảm ơn bác nhiều. Cháu mà xong cái mình đi đâu đi, đi qua đền thầy vui lễ ấy, là mình đi cố đô đúng không? Mình đang ở cố đô, đang ở cố đô Hoa Lư, xong mình đi, mình đi đền Đinh Lê xong là mình sẽ qua bên chùa Bái Đính. Là ba đây cho gia đình kia hay sao? Cái này là dòng họ nhà họ Lý đó. Sau khi mà vua Đinh Văng thì mộ được an táng trên núi Na Yên, 330 bậc đất đá. Mời anh chị ta lên xuống khoảng độ nửa tiếng đồng hồ. Và lên trên đó ta được viếng mộ vua Đinh Tiên Hoàng, thế đồng thời được phóng tầm mắt để bao quát toàn bộ cảnh cố đô Hoa Lư, sơn thủy rất hữu tình. Thời chiến ví Hoa Lư là kinh đô đá, thì hôm nay được ví như một vịnh Hạ Long ở trên cạn. Còn bộ vua Lê ở chân núi, anh chị viếng mộ ngài thì đi về cuối chân núi Mã Yên này, khoảng độ 800 mét nữa sẽ tới mộ của vua Lê Đại Hành. Đó. Thế thời gian ta đi viếng mộ thì cũng khá nhiều, thế cho nên là hôm nay thì ta sẽ dừng chân ở hai đền Cư Đinh Vua Lê, còn viếng mộ hoặc các cái di tích khác mà liên quan tới hai triều Đinh Lê. Đang lên trên đó, vâng, đến bây giờ rồi ạ. Trên đó có mộ ngài được xây mà, và có văn bia để lại đấy ạ. Thế còn bên tay phải của nhà mình là khu này rất là rộng, phục vụ cho công tác lễ hội. Hàng năm Hoa Lư mở hội vào tháng 3 âm lịch, cứ trùng với lễ hội Điền Hùng mùng 10 tháng 3. Ở đây mở từ mùng 9, mùng 10 và 11. Thì mùng 10 tháng 3 là ngày chính hội, vì đó là ngày vua Đinh đăng quang lên ngôi hoàng đế. Thế ở cái khu vực này thì tổ chức rất nhiều hoạt động. Ở sân rồng đền vua Đinh Vua Lê thì diễn ra các hoạt động tế lễ truyền thống. Thế còn ở đây thì tổ chức các hoạt động vui chơi. Xin mời gia đình người ta dừng chân ở phía ngoài ở của ngôi đền thờ vua Lê. Có một cái hiện vật nữa xin được giới thiệu, đó là long sàng. Long sàng ở đây là bằng đá xanh nguyên khối, là chức năng của nó là nơi đặt lễ để lễ vua, là bàn thờ chứ không phải giường nghỉ của vua. Và niên đại thì các nhà nghiên cứu về mỹ thuật ước đoán nó có niên đại từ triều Nguyễn khoảng 1-200 năm nay. 4 năm chỉ vì Long Đính Bằng Hà ở tuổi 24 pháp lại triều Tiền Lê. Sau khi Long Đính Bằng Hà thì triều thần Duy Tôn tướng nhà Lê, gốc người Bắc Ninh, đó là Lý Công Uẩn lên ngôi. Sau khi định đô Hoa Lư 10 tháng thì vua Lý rời đô về thành Đại La, sau đổi Thăng Long Hà Nội ngày hôm nay. Và con đường rời đô chính là con sông phía trước của đoàn mình đang tham quan đây, được gọi là sông Xào Khê Đức.
tờ đô thì bằng rừng sông đường về. Và để lưu lại dấu ấn lịch sử trong ngày đó, thì năm 2000, nhân dịp kỷ niệm 990 năm Hoa Lư thăng Long Hà Nội, thì Đảng bộ Nhân dân tỉnh Ninh Bình có sự nhà bia tưởng niệm vô lý tại bệnh viện thành tờ đô. Ngay trong cung mất thì ngoài việc tưởng nhớ nhà vua, ta còn chiêm bái tượng Thánh hậu Vân Nga, bà sinh ra ở Ninh Bình. Trong lịch sử rất nổi tiếng bởi bà đã phế con đẻ là Đinh Toàn, rồi quyết định đưa Lê Hoàn lên ngôi. Một người tướng đưa lên ngôi hoàng đế để cho ông hoàn tống mình trên nước. Bên cạnh đó thì bà hoàng nổi tiếng hoàng hậu hai vua, là một trong năm hoàng hậu của Vũ Đinh. Sau khi Vũ Đinh băng hà và quyết định phải giá đình vua Lê, vua Lê đã số bốn hoàng hậu rồi. Như thế thứ hai còn là Việt Quốc nên quyết định lập hoàng hậu thứ năm, truyền thôi lái đã thờ chồng. Cha nên là tự thái hậu không thờ với vua Đinh nữa mà thờ với vua Lê. Sau hơn 400 năm trường tồn với thời gian thì pho tượng của thái hậu đến nay được đánh giá là một trong những pho tượng rất thành công trong mỹ thuật cổ điển Hàn. Và các pho tượng hiện nay ta được chiêm bái thì được tạc thế kỷ thứ 17. Và xin mời các bác nghe chị. Cái sông đó nó vẫn còn, nhưng tuy nhiên những cái tàu thuyền lớn ấy thì không thể di chuyển vì có những cái đoạn mà mình chưa nạo vét ấy, thì nó bồi lên cao, nó có thể nước thì vẫn lưu thông, tuy nhiên là dành cho những loại thuyền nhỏ. Rồi xin mời các anh chị trong gia đình là ta có thể để nắm mũ về bên ngoài, ta tập trung cho đoàn và ta đi vào đền để ta làm lễ chiêm bái. Kiến trúc hai ngôi đền giống nhau vì mô phỏng lại cung điện xưa, thì tuy nhiên là bên này Triều Nguyễn không nâng cao đền, cho nên đền Vua Đinh cao hơn đền Lê khoảng độ 60 cm. Lăng sàng đoàn ta quan sát bên ngoài, đền thờ Vua Đinh chạm khắc nhiều chi tiết và đẹp hơn. Còn lăng sàng đồ thờ của đền thờ Vua Lê thì để trơn bề mặt và rất đơn giản. Bởi quan niệm Vua Đinh là người dựng nước lập đô, Vua Lê là tướng sinh tôn, cho nên là thể hiện sự khiêm tốn của người đi sau. Vũ khí hay còn gọi là đồ lỗ bộ hay đồ chấp kích thì bao gồm như quả chùy phổ Việt, trường đao, đạn đao, rồi kiếm, đây là những cái vũ khí. Và nhưng nó là ở thờ đây là vũ khí thờ chứ không phải vũ khí thật để ra trận, và được là thờ ở trong nội điện với vị vua để đề cao tinh thần thượng võ. Rồi giờ mình cũng làm vẽ đi ạ, trong này chúng em có hương vàng giờ các thỉnh tân kêu xin cho sức khỏe. Đến khách sạn Hoàng Sơn Ninh Bình rồi cả nhà ơi. Mình sẽ ở trong đây. Thank you.
Đây là khách sạn Beach Hoàng Sơn ở Ninh Bình. Giờ đang tìm phòng 405. Đây rồi. 405. Mình vô thôi. Nhìn chung thì từ đầu du lịch tới giờ thấy phòng nào cũng hài lòng hết. Đi Cố Đô qua Lư xong rồi mình tắm thôi. Đây là hồ bơi của khách sạn Hoàng Sơn Beach Ninh Bình. Đây là buffet điểm tâm buổi sáng ở Ninh Bình. Mời cả nhà thưởng thức điểm tâm cùng mình. An thuộc tỉnh Ninh Bình, nơi đây được chính phủ Việt Nam xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quan trọng và UNESCO công nhận là di sản thế giới kép từ năm 2014. Là di sản văn hóa và di sản thiên nhiên. Trung tâm bến thuyền nằm cách cố đô Hoa Lư 3 km về hướng nam, cách thành phố Ninh Bình 7 km theo hướng tây dọc đại lộ Tràng An, cách thành phố Tam Điệp 16 km theo hướng bắc của Tam Cốc. Cái Tràng An đã được đưa vào sử dụng du khách. Tới rồi đâu? Tới chưa? Tới. Ồ, coi hết rồi đó. Ồ, đẹp quá, cảm ơn. Gia đình mình sẽ đi tiến 2 và đi xuống thuyền đi dọc theo vào tham quan. Tràng An đây rồi. Cho xin cái vé đi Bình. Bây giờ cầm vé này để đi vào. Cảm ơn. Mỗi người một vé, cầm cho giữ quản lý vé để xuống thuyền nhé. Bốn người một thuyền mắc cặp trước để mà đi. Bốn thuyền một người hay là một người bốn thuyền? Một người đi bốn thuyền. Đi mình vô lối này. Đi nè, đi chung nè, cái nhà mình đi nè. Trời ơi, nghĩ sao 25 ngàn. Cái đó là mày ở chắc Cà Đao, Sóc Trăng rồi. Đây là con đường đi xuống thuyền ở Tràng An. Đó, đẹp quá. Tới rồi bến thuyền Tràng An.
Cẩn thận vé nha cả nhà. Ôi đẹp quá. Đi 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 chồng nè. Đông đuôi chồng. Hỏi anh hỏi. Hỏi anh hỏi anh. Trời ơi, cô nó bơi thuyền mà nó làm như là làm như là sôi mà sôi nó ngủ vậy. Chị chơi chơi chơi. Có biết chèo không hay dít dít đó thầy? Đi 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 thứ hai nha. Cái bông nhỏ xíu thấy thấy thương quá ha. Ta gọi về là cái gì vậy em? Cái này là cây trang chị ơi. Cây trang á. Hoa của nó đấy. Hoa đó hả? Dạ. Ôi thấy thương quá ha. Hoa nhỏ xinh xinh. Hoa nhỏ xinh xinh ha. Tràng An này cảnh đẹp tuyệt vời luôn. Ở bên thuyền bên kia mọi người yếu thế ạ. Đây là hang lắm. Người ta gọi là lắm cá vừa. Ngày xưa ở đây là có một lớp sình lầu. Vậy đó hả? Những người làm ruộng ấy, người ta hay đi qua, lội qua là lắm nhâm lắm kiểu hoặc đặt mưa. Ăn đây là hang lắm. Hang lắm. Ê, cúi xuống, cúi xuống. Mấy đứa này nè. Ê, cúi xuống, cúi xuống. Bon. Ôi ôi. Đẹp quá. Ủa sao nó nhiều nước quá vậy em? Đứng quay đây mẹ. Đứng để quay nè bỏ. Ôi, đẹp quá. Đứng rồi cút ra. Lên đường muốn cho một cây cho nó được. Vậy hả? Ôi nãy giờ không biết luôn á em. Từ từ từ. Một người thôi thôi đừng có ham quá rồi đi á. Không có mang đồ thay á. Ờ có rồi. Ủa rồi cái này có khi nào mà bị tủm không vậy em? Trời ơi mệt ghê á. Không mình phải nói rủi ro để mình tính đó con. Không biết rủi ro. Đúng rồi. Ừ. Nhưng mà không thích gì đâu chị ạ. Không sao. Thấy chưa? Chủ thuyền người ta mời chất ăn mình. Ấy người nói chân ngang với người như vậy. Yeah. Đây là một ngôi đền cao sơn. Đánh cao sơn. Một người thị thần núi. Bon nhìn lại bon. Bon niên bim. Trời ơi, nhìn đồng lượng em đã đếm 1 2 3 mới bay quay lại nha, đang cảnh đẹp. Muôi bia bay. Trời ơi, con nó đẹp biết bao nhiêu tên. Đó. Thấy mọi người như muốn ghé môi hôn. Ôi, có kìa.
Ôi ở đây đẹp dữ nữa nè. Ba nãy mình mới qua. Đâu có. Đúng rồi. Mới chui trong cổng lộn cổng gà mình. Ôi sao vậy, xin lỗi tại già cả. Chú đi em. Rồi. Đi nhẹ nhàng là được, đi cân nhàng. Rồi, lẹ biếm. Chị đứng được phải không cưng? Không sao đâu. Từ từ, từ từ. Đúng rồi, 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 rồi. Hàn Quốc nè. Bên trái, bên trái này. Bên phải, bên phải với lộn. Nhìn xa xăm. Cảnh rồi, đẹp quá mấy đứa ơi. Người thì không biết nhưng mà cảnh đẹp quá mấy đứa ơi. Trời, Hàn Quốc quá, oppa. Oppa, oppa. Oppa. Ô con, ô con. Đừng có cười em hãy ra. Đừng có cười hả? Đừng có senior nè, đừng có senior nè. Đừng ngước lên, đừng có ngước xuống. Đúng rồi. Cắm sân đi ta. Ngậm miệng, ngậm mỏ. Thôi ơi. Tóc vuốt lên con. Để tóc, để đúng rồi, để hai tay hai. Thôi cái máy luôn nha con, vậy bấm li lị vậy. Sao đâu. Vậy hả, bình thường ha. Thôi lưng. À, bên đây banh cái máy rồi bấm mà không thèm nhìn lên. Ồ thì phía sau. Tiến lên, tiến lên. Chưa, hai thuyền này đợi thuyền sao đi em. Nhanh gấu đâu rồi. Ha. Để chụp hình chung luôn. Thấy nhô, thấy nhô. Rồi bấm cháy máy rồi. Cháy cái máy nữa kìa. Nhìn. Ê, vô hang thì chụp hình đi. Ê, ảo, ai nói vô hang hả? Đây là cái hang chị ạ, em ạ. Hang này có chiều dài 250m, dài hơn cái hang mình vừa rồi. Hang này là đặt tên là hang Dạo. Hang Dạo này là ngày xưa lắm, người kiểu những người nông dân đi vào những cái hang này đấy, có tiếng hò reo nên là nó kiểu nó vọng vang nên hỏi từ đặt tên là hang Dạo. Trời ơi, bớt giỡn, bớt giỡn nha. Thuyền bên đây nè, cười lên đi, sao ai cũng thấy vô đây là phải vui nè ha. Cái gì vạn KB? Đấy, hang vạn đây. Đúng rồi, đi... Đây là hang vạn KB. Là gì? Ủa vậy hả? Đây này, cái chỗ này là điểm quay phim trên sông này. Ồ, vậy đó. Giờ mình cũng đang quay phim nè. Quay phim chàng An yêu dấu. Đây là ngôi đền Thúy Tiên thờ Thánh Quý Minh Đại Vương và Phu Nhân ạ. Ngôi đền này là ông Thánh Quý Minh Đại Vương này là ngày rỗ của ông thường là ngày 18 tháng 3 âm lịch. Và những ngày đấy là rước kiệu và rước rồng và 100 thuyền nối đuôi nhau để dự hội đó. Vui quá ha. 18 dân ca dân tộc ba miền đấy là ở đây hát phục vụ cho các du khách. Như một đoàn chèo Ninh Bình. Ồ vui dữ ha. Rồi cầu này đi qua cái đền Thúy Tiên đó em. Cúi đầu. Thích không cả đoàn? Cả nhà mình nè. Ôi Siri nó bơi kìa, nó cầm bơi. Cách bơi này có 1-2 hả Siri? Chèo hả bơi? Thôi mình đi đua thiệt đi. Thôi giờ đua nè, bắt đầu đua nè. Đúng lắm. Nắp đâu? Vô. Ủa cái nắp đâu ạ? Từ ấy kèm giống nắng cái. Xíu vô mặt chưa? Dạ rồi. Cái thuyền bên đây là chậm quá vậy. Nhưng mà
nó sống ở dưới, nó xè ra mà nó thành những cái nó thua rồi, thuyền bên đây thua rồi, 469 thuyền ơi. Photograph kìa. Tràng An quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Bây giờ mình ăn trưa rồi tiếp tục đi tham quan chùa Bái Đính. Cả nhà ơi, mình đến chùa Bái Đính Ninh Bình rồi. Bây giờ mình đi vào trong tham quan nha. Ba người một băng, lên đi, lên đi, lên đi. Bình ơi, đến chùa Bái Đính là bao lâu vậy ạ? Đi khoảng Tây Lan tới 10 phút. 10 phút ha. Khuôn viên của chùa Bái Đính đẹp quá. Ủa phải ra trái nhãn không? Cái chùm mà hồi sáng thằng ấy nó mua đó. Là trái dâu. Cái đó trái gì đó. Vậy hả? Nó phải trái nhãn nha. Đây là bán đồ lưu niệm hay gì nè. Quay lại quá chừng. Chùa quá chừng rộng luôn á. Bao la luôn. Trưa nay nắng quá. Theo thông tin trước cửa điện giáo chủ thì chùa Bái Đính nằm trong quần thể danh thắng Tràng An, thuộc địa bàn xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Chùa được biết đến với nhiều kỷ lục châu Á và Việt Nam như tượng Phật giác vàng lớn nhất châu Á, hành lang La Hán dài nhất châu Á, tháp Xá Lợi Phật cao nhất châu Á và tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á. Chùa này do thiền sư Nguyễn Minh Không sáng lập vào năm 1136, gồm có các điểm như giếng ngọc, động thờ Phật, động thờ mẫu, vân vân. Còn điện giáo chủ nơi đây có diện tích gần 2.000 m², cao 30 m, được xây dựng bằng bê tông và sơn màu gỗ.
Công nhận Ninh Bình có rất nhiều điều thú vị, một lần đến suốt đời nhớ. Mình sẽ nạp năng lượng để tiếp tục hành trình du lịch. Mời cả nhà thưởng thức món lẩu dê. Bây giờ mình sẽ đi thành phố Vinh Nghệ An. Đã định là cái xăng được chưa?